bọn ta là bạn cũ, rất lâu không gặp nên nói vài câu. Là như thế đấy, là như thế đấy. Không ngờ là bạn cũ, vậy thật tốt quá rồi. Đại lão tu tiên mình quen càng ngày càng nhiều, thật là quá tốt, rất có cảm giác an toàn. Mọi người ăn uống vui vẻ. Oa, ai ya, ta mới nhớ ra có mang về một hạt giống, còn không trồng thì sợ nó sẽ khô mất. Ta đi trồng xem sao. Công tử, hạt giống này là... là hạt giống hồ lô mang về sau lần ra ngoài này. Tuy sức sống của hạt giống này đã mất đi khá nhiều, nhưng trồng sống không khó. Có điều không mất 1 đến 2 năm thì e rằng không lớn được. Mình còn mong dùng hồ lô này đựng rượu, thật là không muốn đợi. À đúng rồi, hay là dùng cái đó, tinh. Cái đó. Tèn tèn tèn. Thuốc kích 9. Đây là một loại chất kích thích có thể nâng cao tốc độ trưởng thành của thực vật. Kích 9 là ý ta lý giải sao? Không, ngươi nhất định hiểu sai rồi. Tuy hạt giống này đã thoi thóp, nhưng ta có thể phân biệt được. Nó là hạt giống linh căn tiên thiên. Để nó chín thì cần môi trường tràn ngập tiên khí tiên thủy như thời viễn cổ, ngày đêm được pháp tắc ôn dưỡng. Trải qua hàng ngàn năm mới có thể chín. Tuy là vậy, nhưng ở trong tay Lý Công Tử không phải không có khả năng trưởng thành. Dù sao cũng là Lý Công Tử. Hát xì. Sống được quả thật có khả năng, nhưng kích chín và gia tăng trưởng thành thì... nhất định là chúng ta hiểu sai, chuyện này sao có thể xảy ra. Tinh, tinh hà lão đạo, ngươi mau nhìn. Đó là, nó hình như sắp phá đất chui ra. Soạt, ôi trời, thuốc kích chín gì đó châu bò vậy ư. Ngay cả linh căn tiên thiên cũng có thể kích chín. Công tử, người mau nhìn. Oa, hiệu quả không tồi nha. Như này cũng quá nhanh rồi. Còn trực tiếp kết trái. Là chúng ta kiến thức hạn hẹp. Phục rồi, phục rồi. Ta cũng không ngờ hiệu quả tốt như vậy, ha ha ha. Bởi vì số lượng thứ này có hạn, ta bình thường cũng không muốn lấy ra dùng. Có điều cũng chỉ có thể dùng để kích chín một số nông sản, cũng không có gì ghê gớm. Nông sản. Bình thường, không có gì ghê gớm. Thì ra bình thường đối với bản thân Lý Công Tử, không giống người khác nói. Thuốc kích chín này quả thật thần kỳ, chỉ có một bình như vậy, dùng một lần ít một lần, nên tiết kiệm thì tốt hơn. Cũng không có ít như vậy, là chỉ có một thùng mà thôi. Một thùng ư? Đủ để tạo thành một hậu hoa viên đều linh căn tiên thiên rồi. Ừm, có điều khi sử dụng cần pha loãng. Nếu là 1 giờ 10 phút thì có thể pha loãng ra 10 thùng. 10 thùng ư? Á? Đủ để tạo ra một thảo nguyên rộng lớn đầy áp linh căn tiên thiên luôn. Nói ra thì một thùng này còn là hệ thống thưởng cho, mình chê phiền phức nên mãi không chế tạo nữa. Không ngờ hạt giống thích ứng với thế giới này như vậy, hay là sau này ta sản xuất thêm một ít. Không những có thể làm ra, còn có thể sản xuất số lượng lớn. Ai ya, dùng xong thuốc vẫn phải rửa tay trước. Nếu có thể, ta nguyện làm con bò ở sân sau. Chỉ cần bị vắt sữa thì có thể ở nơi như thiên đường này rồi. Nếu có thể, ta nguyện làm ong mật ở đây. Không những có thể ở lại đây, còn có thể đồng thời tịnh tiến kiếm kỹ. Cái các ngươi nói, ta đều không khát vọng. Ta chỉ cần có thể làm một cây cỏ dại ở đây cũng thỏa mãn rồi. Vậy ta nguyện làm một cái lá. Vậy ta làm một giọt nước. Vậy ta làm một hạt cát ở đây. Tự dưng cãi nhau rồi. Này, ta nói các ngươi nghe. Ừ, nhìn thử đất dưới chân các ngươi xem, các ngươi có xứng không? Hu 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 hu. Làm phiền rồi, ta không xứng. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.